bác ạ. Anh thì con thấy anh rất là thật thà, nhưng mà cái công việc chia sẻ ở gia đình, ở nhà ấy ạ, thì anh ấy có thường giúp đỡ bác không? Mình quan niệm á là đi làm giờ con làm giờ thì cái chuyện đó thì mình có thằng con mà mình thương thương dâu thì mình thương con mình thì mình phải thương dâu. Em nó hỏi là nhà anh có chia sẻ làm việc có ngon ngon lắm, ngon cực kỳ lắm, thật luôn á. Nấu ăn được không? Được, nhưng mà không biết nấu cơm. Trời đất ơi, trời thì cũng sống ngược đời á. Nấu cơm ăn khó mà nó nấu được mà bấm. Nấu cơm quên bấm. Nấu cơm không biết đổ nước, nhiều lúc có chạy quên. Cái vụ đó thắc phục dễ, ta nấu ăn được là được rồi. Rồi bây giờ em ơi, dạ, mình chưa có hôn mai bao giờ, rồi bây giờ mình có bồ rồi mình biết cách hôn không? Dạ. Ừ, coi trên phim đó chị. Phim nó hát. Ta hôn sao mình hôn vậy? Trời ơi. Kẹt quá chị làm chị chỉ cho. Kẹt quá chị làm chị chỉ cho. Cái này không dạy được. Thế nhà trai tôi xinh trắng không? Nhà trai tôi nhẹ nhàng, nhà trai tôi hiền lành không? Trinh trắng thiệt luôn hả? Sống thiệt. Dạ. Nó chưa hôn bạn gái luôn mà sao không trinh trắng được? Thấy thường quá. Em thấy tội nghiệp nhà trai chưa? Hả? Em thấy tội nghiệp nhà trai chưa? Em không biết nói gì luôn á. Ừ, còn em? Chị em ngủ á, em hay lăn lộn rồi, đá rồi. Ngủ lăn lộn đá lùm chân. Trời ơi. Giống... nên giờ em đâu có ngủ trên giường, em ngủ dưới nệm. Ủa sao giống anh quá vậy? Dạ. Anh mà ngủ một cái là từ sáng anh ngủ phòng khách, là tối anh chui toilet ngủ đó. Dạ. Có lăn vô tới toilet luôn vậy đó. Em ngủ trên giường sáng ngủ dưới đất. Cái này mà đá vợ xuống giường thì thôi. Nói chung mình là những con người rộng rãi lắm á. Lăn tới lăn luôn. Rồi chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thượng Thăng, em năm nay 29 tuổi, em sinh ra ở Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai. À. Em đang sinh sống và làm việc tại Mỹ Xuân. Là chỗ nào? Dạ gần Đồng Nai luôn. Em làm về gì Thăng? Em làm bên thiết kế tạo mẫu gạch men. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Tiên ạ, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết em thì hay gọi em là Tina. Năm nay em 29 tuổi ạ, hiện tại em đang làm việc tại Bình Dương ạ, ở một công ty may mặc ạ. Em sống ở đâu? Em quê ở Quảng Bình ạ. Từng có thời gian sống ở Phú Quốc và hiện tại thì đang tạm trú ở tại gần công ty luôn ạ. Rồi em trai, em nói về ưu khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi Thăng. Dạ em hiền anh, em biết hàng, em biết sửa xe đạp xe Honda. Dạ em biết giặt giũ, nói chung là em biết làm việc nhà. Biết giặt giũ, biết hết việc nhà luôn. Rồi. Chào em gái. Dạ em chào anh Linh. Mình có ưu khuyết điểm gì nói cho bên nhà trai nghe đi em gái. Dạ ưu điểm thì ít mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm thì ít mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm thì em chỉ có cái đó là em độc lập, mạnh mẽ, có chính kiến của mình. Em có thể tham khảo tất cả mọi ý kiến của mọi người, nhưng mà khi đưa ra quyết định thì em quyết định từ bản thân. Nhưng mà khi em quyết định thì em sẽ chịu trách nhiệm với mọi kết quả mà em đã quyết định. Không có oán trời, trách đất, trách người. Mình tự làm, tự chịu. Dạ đúng rồi. Vậy mới bản lĩnh chứ. Còn mà nhược điểm thì em kể một vài thôi, bởi vì nhiều lắm ạ. Thí dụ như là cái nấu ăn của em ấy, thì em biết nấu nhưng mà em ít nấu. Và cái thứ hai đó là em quên, cực kỳ hay quên luôn. Giống như em vừa định nói cái gì đấy với anh Linh bây giờ nhưng mà em vừa quên nên em chuyển hướng liền. Mà người ta quên thì có thể nhớ lại được, còn em mà quên đó mọi người là không có nhớ lại được cái khoảng khắc đó luôn. Là giống như nó xóa hoàn toàn. Người ta xóa thì sẽ có thùng rác, xong rồi người ta khôi phục lại. Còn em mà xóa là nó sạch luôn. Chết mồ. Rủ có chồng nữa quên chồng ai mà mệt nữa. Dạ. Đó là khuyết điểm nặng nhất á. Còn em khuyết điểm gì à? Dạ em chắc không biết uống thuốc, không biết nhậu. Đó là khoảng khuyết điểm, đó là ưu điểm chứ Thắng. Em thấy những người mà họ biết nhậu á, họ giao tiếp rộng hơn. Đúng, có thể vậy. Nhưng thật ra không có nhậu thì mình cũng phải ngồi chơi với người ta. Cái cách giao tiếp chứ không phải nhậu, không nhậu mình trốn luôn. Dạ không có, em cũng có ngồi nhưng mà uống lon về. Được, uống lon được. Thật ra anh cũng đâu biết uống đâu mà anh giao tiếp cũng tốt lắm á. Dạ. Họ có khuyết điểm gì không? Kiểu em ngủ á, em hay lăn lộn rồi, đá rồi. Ngủ lăn lộn đá lùm chân. Trời ơi.
giống... nên giờ em đâu có ngủ trên giường, em ngủ dưới nệm. Ủa sao giống anh quá vậy? Dạ. Anh mà ngủ một cái là từ sáng anh ngủ phòng khách, là tối anh chui toilet ngủ đó. Dạ. Có lăn vô tới toilet luôn vậy đó. Em ngủ trên giường, sáng em ngủ dưới nệm. Cái này mà đá vợ xuống giường thì thôi. Nói chung mình là những con người rộng rãi lắm á, lăn tới lăn lui. Bây giờ là mình nói chút xíu về tình trường đi, Thượng Thăng. Dạ em nào giờ cũng chưa quen ai, mới tìm hiểu anh. Chưa quen ai luôn? Tìm hiểu thôi, chưa chính thức. Tìm hiểu nhưng có nắm tay người ta chưa? Dạ có nắm tay rồi. Có hung chưa? Chưa. Trời ơi, chưa. Hôm qua tôi coi chàng trai mà tôi còn tinh trắng lắm á. Em chào chị Ngọc Lan. Ừ, chào em. Ừ. Dạ. Sao vậy em? Dạ tại vì Tao không cho hung. Chứ cho hung mới dám hung rồi đó. Trời ơi trời. Tên nó rất là dữ nha. Thượng Thăng luôn. Đã thượng rồi mà còn thăng nữa. Đúng rồi. Dạ, ai cũng nói tên em dữ dằn hết đó chị. Tên là dữ dằn đó chứ. Em ơi. Dạ. Mình chưa có hung ai bao giờ. Rồi bây giờ mình có bồ rồi mình biết cách hung không? Dạ. Coi trên phim đó chị. Phim nó hát. Tao hung sao mình hung vậy? Trời ơi. Kẹt quá chị Lan chỉ cho. Cái này không dạy được. Thế nhà trai tôi tinh trắng không? Nhà trai tôi nhẹ nhàng. Nhà trai tôi hiền lành không? Tinh trắng thiệt luôn hả? Sống thiệt. Dạ. Nó chưa hung bạn gái luôn mà sao không tinh trắng được? Thấy thường quá. Em thấy tội nghiệp nhà trai chưa? Hả? Em thấy tội nghiệp nhà trai chưa? Em không biết nói gì luôn á. Ừ, còn em ta được tình duyên sao nè? Tình duyên của em thì nó khá là lần đận ạ. Tình đầu của em á, tụi em quen nhau khi đang là sinh viên á. Ừ. Dạ, quen nhau chắc được 3-4 năm ấy. Thì tới lúc tụi em về nhà để ra mắt bố mẹ hai bên á, thì bố mẹ mới bảo là anh ấy là cháu của em. Anh ấy là cháu của em. Trời đất ơi. Ủa là sao? Hai tìm hiểu nhau xong tức rồi. Tức là tụi em là bà con. À. Trời đất ơi trời. Nói chung nước mắt lưng tròng, em từ Huế em đi ra Phú Quốc em làm việc. Và xong một thời gian thì em cũng quên. Mối tình thứ hai thì sao? Dạ mối tình thứ hai của em thì em cũng quên, em nghĩ là anh này là tốt, cảm thấy an toàn lắm, vừa và rất là trưởng thành luôn. Nhìn rất là trải đời, em là em mê mấy người trải đời, có kinh nghiệm trong cuộc sống. Sau khi tìm hiểu 2 năm thì tụi em yêu xa thôi, không có gần. Ừ. Nhưng mà trong tới lúc em thấy sao mà 2 năm rồi mà chưa thấy cái đầu tĩnh gì. Thì thế là em ra nhà anh ấy thì em thăm luôn vợ con anh ấy. Thấy chưa? Dạ. Em thích yêu người trải nghiệm nhiều thì cái hậu quả nó cũng vậy đó. Thôi giờ yêu cái người chưa trải nghiệm lần nào đi em. Đây là chắc ăn luôn. Chưa được nắm tay nữa cho nên chắc chắn là con là chưa có rồi. Đúng rồi đó. Rồi em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với sếp em và đồng nghiệp em. À sếp hả? Dạ. Mời sếp cho ý kiến đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan. Dạ xin chào. Xin chào bạn và các bên nhà trai và các bạn trong trường quay. Mình tên là Lương, là đồng nghiệp với lại bé Tuyên. Trong công việc thì bé khá là nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Còn bạn trai đây thì cũng nhìn thì khá là đẹp trai, hiền lành. Nhìn thì khá xứng đôi ấy. Nếu mà hai bé mà có cơ hội để tìm hiểu nhau và đến được với nhau thì đó cũng là một điều rất là tốt. Yeah. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn đại diện nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai Quỳnh? Dạ, em đi với dì với mẹ với cháu. À, có dì có mẹ nào đây nữa hả? Chào anh Trường Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Với bên đàn gái. Tôi là có một thằng trai thôi với một đứa gái. Cháu gái thì em ruột thì có chồng có con rồi. À. Bé này nè, được 2 đứa. Còn này chưa có vợ, hồi giờ chưa quen ai đi làm không à. Ngon cực kỳ luôn. Thì bây giờ nè, mình nhìn thấy cô này có thể hợp với con mình hay không hay thế nào đó thì cũng hợp, nhưng mà cái đó là tùy hai cháu tìm hiểu thôi chứ sao biết được. Ừ, nhưng mà thấy con dâu xinh không? Được, dâu tương lai dễ thương. Xinh. Rồi cảm ơn. Rồi mời dì. Dì thấy sao? Cũng như mẹ vậy đó, thì hai đứa nó tìm hiểu nhau, quen nhau mà tự nhiên có hai đứa muốn tới thôi, chứ còn mình muốn là để cho hai đứa trao cơ hội để đến với nhau được hay không thì tùy duyên của hai đứa. Tùy duyên đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn nhà trai.
Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình lý tưởng của em thứ nhất thì là không hút thuốc là đầu tiên. Không hút thuốc, bên kia không hút thuốc rồi. Thứ hai là cao, chiều cao mà thấp nhất đó là phải từ 1m65 trở lên. Cao dữ lắm em ơi. Đây cao, yên tâm luôn. Không có bị hói, không có mập quá, cũng không có gầy quá, người săn chắc, kiểu người kiểu thể thao ấy. Tóc nhiều lắm, không có hói với anh đâu. Mà có hói với anh đâu. Rồi, chàng trai của chị, em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ, hiền chị. Dạ. Biết lễ phép với người lớn, cứ vậy thôi. Đừng nhậu, đừng đánh bài được. Đừng nhậu đánh bài á. Trời ơi, cái mặt sao mà hiền dữ vậy. Dạ, trời. Với lại đừng có càm nhàm á chị. Không được à, cái đó không được. Càng nhằn phải càng nhằn rồi em. Phải càng nhằn càm ràm. Biết em quen á, rồi em khoái luôn á. Dạ. Không? Vui tai lắm em. Nghe biết đã lỗ tai luôn. Ừ. Tại nhà có mẹ càm ràm lắm, một giờ thêm người nữa chắc trời, chết luôn. Có mẹ càm ràm nữa. Phụ nữ càng nhằn càm ràm là phụ nữ rất tốt. Đó. Vậy đi. Thôi để mở rào cho hai đứa gặp đúng mặt đi. Đúng rồi. Không? Mở rào. Một tấm chiếu mới bắt đầu bước vào đời. Bắt đầu đi em. Mình mạnh mẽ lên nào chàng trai nè. Đó, thằng em. Dạ, em chào anh. Đứng đó. Em thì em có cái này thì em không biết anh bình thường có thích đọc sách hay không, nên là em cũng không mua toàn bộ, em chỉ mua một tập. Nếu như mà anh có hứng thú á, thì anh sẽ lướt qua nó. Bởi vì em đọc cho anh cái câu đầu tiên của nó á. Tôi mong chúng ta, những cánh bướm bé nhỏ, rung động, mong manh, sẽ có thể tạo nên được những trận cuồng phong mạnh liệt để thức tỉnh mọi người. Thì em nghĩ cái cuốn này nó... dù anh lướt qua thôi nó cũng sẽ có cái gì đấy nó tác động đến bản thân anh á. Rồi, cảm ơn. Hai bạn nói về cảm nhận khi nhìn thấy nhau đi. Thôi anh thấy em làm sao trước đi cho em nói sau. Thấy em xinh. Ồ. Đẹp. Dạ. Bữa anh kêu là chương trình là đăng ký anh tìm người 66 mà hôm nay gặp em đẹp quá. À vậy thì em nói cho anh biết là hiện tại cái ngoại hình này á đang đẹp á là nhờ cái anh make up. À. Anh ấy làm rất là đẹp, em làm xong em cũng không nhìn ra em. Nên là nếu mà đầu tiên anh chú ý vào ngoại hình thì anh hãy lý trí một chút nhé. Em thấy làm sao? Thấy bên nhà trai tôi làm sao nè, người ta tôi nhút nhát lắm, không biết chưa yêu lần nào hết. Cái ấn tượng đầu tiên của em á thì ngoại hình của anh là ngoài sức tưởng tượng của em. Tức là nó vượt cái mong đợi đẹp của em. Còn cái tính cách á thì không thể, cái đầu tiên thì em thấy là anh thật thà, nhưng mà em không biết là đây là con người thật của anh chưa. Thật lắm đó. Yeah. Anh là kinh nghiệm lắm, cái này không phải diễn được đâu, cái này không thể mà cố tình làm được đâu, rất thật luôn đó. Anh cho em hỏi là cái quan điểm hôn nhân của anh á, anh có thể chia sẻ giùm em một chút được không? Em muốn anh, biết quan điểm hôn nhân thì anh nghĩ là hai người đã phải yêu thương nhau, phải biết chia sẻ, biết quan tâm về nhau nhiều hơn. Theo anh thế nào là chia sẻ và thế nào là quan tâm? Chia sẻ thì như là những lúc mà bạn gái buồn hay là bạn gái có tâm sự gì đó thì mình là người lắng nghe. Việc nhà thì một người chồng thì phải biết phụ giúp vợ, chẳng hạn như là rửa chén, giặt quần áo đồ. Nhiều khi vợ đi làm về thì mệt thì mình về sớm mình có thể làm cho vợ, cái đó thì cũng anh thấy nghĩ bình thường. Anh thì không biết nấu cơm, không biết nấu đồ ăn chứ không biết nấu cơm. Anh ơi, vậy là khi về là có thể con mình phải ra ăn ngoài. Tại vì em thì nấu cơm là cũng là nhược điểm của em. Hiện tại nếu mà trường hợp mà em đang ví dụ thôi, mình tiến xa hơn thì gia đình của mình sẽ là sống riêng, gia đình riêng hay là sống chung với mẹ? Trước tiên thì anh sống chung với mẹ, từ từ. Dạ, sống chung với mẹ. Dạ. Con chào bác ạ. Anh thì con thấy anh rất là thật thà, nhưng mà cái công việc chia sẻ ở gia đình, ở nhà ấy ạ, thì anh ấy có thường giúp đỡ bác không? Mình quan niệm á là đi làm giờ con làm giờ thì cái chuyện đó thì mình có thằng con mà mình thương dâu thì mình thương con mình thì mình phải thương dâu. Em nó hỏi là ở nhà anh có chia sẻ làm việc không? Ngon lắm, ngon cực kỳ lắm, thật luôn á. Nấu ăn được không? Được, nhưng mà không biết nấu cơm. Trời đất ơi, trời thì cũng sống ngược đời á. Nấu cơm ăn khó mà nấu cơm được quên mà mắm. Nấu cơm quên mắm. Nấu cơm không biết đổ nước.
nhiều lúc có chị quên. Cái vụ đó thắt phục dễ, ta nấu ăn được là được rồi. Rồi bây giờ thế này, đứng đây, lại hai đứa gần nhau coi nó hợp lý không nào. Cậu này thì ít nói mà gần như con không biết. Hơi lạnh. Nó lạnh thiệt. Coi chừng nó xỉu bây giờ á, nó rung á. Nó chưa yêu. Đây là lần mà thứ mấy nắm tay rồi? Dạ chắc lần thứ hai. Trời ơi. Nãy giờ nói chuyện hợp với em hay không? Dạ cũng được ạ. Cũng được ha. Dạ. Nãy giờ bạn ấy nói em có thể làm theo bạn ấy được không? Dạ cũng được ạ. Cũng được. Đó, mai mốt chỉ cần bạn ấy hướng dẫn em làm được hết đúng không? Dạ. Thôi bây giờ hát tặng bạn ấy một bài đi. Em hát bài Nhốt Em Vào Tim à? Đúng rồi, hỏi nhìn nhìn cô ấy hát kìa. Anh đã yêu từ rất lâu, kể từ phút giây đầu gặp em. Anh đã hứa với trái tim sẽ bên em, chăm sóc cho đời em. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý giá nhìn đời anh, xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Rồi ok à, bây giờ các bạn để tay nút bấm đi. Nếu đây đúng là một nửa bánh ghép, có thể nó chưa bằng nhau, nó chưa hợp với nhau, nhưng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ghép lại với nhau được thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu mình thấy không được, mình không nên bấm. Chúng ta không nên cho người khác hiểu lầm mình. Có nghĩa là chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không bấm vì điều gì hết các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Sao suy nghĩ lâu vậy em? Em chỉ muốn là cho em và anh ấy một cơ hội á. Rồi chính thức các bạn ngồi với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Đó. Rồi chúc mừng hai em nha. Dạ. À, nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai luôn. Dạ. Chị cũng xin phép. Thôi anh để em hôn anh. Làm gì em vậy? Dạ. Làm gì em? Hôn lộ tai. Hôn lộ tai. À. Dạ. Mới chạm hôn lên tóc ấy. Dạ hôn tóc. Ừ. Cho nụ hôn đầu tiên ở đây mà. Hôn. Thơm nữa. Ừ. À, chúc em hạnh phúc nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp điện từ Toshiba IC20S3BV, điều khiển cảm ứng trực tiếp, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp, mâm nhịp cao cấp, hiệu suất cao, chịu lực 150kg. Chiều nhiệt 600 độ C, bếp điện tử Toshiba 20S3BV phù hợp với mọi gian bếp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị. Rồi, xuống dưới trò chuyện tiếp đi. Cảm ơn anh. Rồi, mời bạn.